Ví dụ như chồng từ bé đến thế này, mai sau anh sẽ bán cho mày. Mày thích bán cho ai anh được. Nhưng mà nếu mà mày bán cho anh, mày chỉ ví dụ mày bán cho anh giá này, xong anh bán lên như thế kia, mày bán giá này để có công từ người sản xuất ra dở đi. Thôi bây giờ cái mẹ gì cũng là tị 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 tị. Đấy, thằng này thì theo các ông là Vũ Chín nó có chặn chặn nó không nhỉ? Đấy, có chặn nó không? Toàn cái bọn mà mẹ mồm nó cứ phùng phùng mồm mà mỏ mỏ cái kìa. Thằng này hình như là lấy cái avatar của thằng Duy Lến hay sao? Ta chợt mẹ đây bây giờ nó cứ đi tị mình từng tí một. Mẹ cây quay sung không mà không bán nhá. Tôi chỉ giới thiệu cho em nó là như thế nọ thế kia. Nó cứ bảo là quay xong rồi nhận của mình, tôi có nhận đâu. Kể cả bây giờ tôi nhận luôn luôn là của tôi đi chăng nữa, không ai dám vào đây tranh. Tôi nói thật. Còn tôi vẫn muốn là không những tôi bán, anh em trong giới cũng bán mà mọi người cũng bán. Tất cả anh em tôi, kể cả thằng Quý ở ngoài kia, nó vẫn có thể bán. Ai gọi thì đây là chung. Đấy. Ai hỏi thì là chung. Chủ yếu là với khách của ai thì là anh em quý nhau thì là anh em giữ cái thể diện cho nhau. Toàn bọn giời ơi đất hỡi ở đéo đâu ấy. Ở đây bọn tôi đoàn kết chứ không như ở trên mạng các ông đâu. Thật. Còn vẫn làm thế nào để giới thiệu cái mô hình cho mọi người. Cái giá thì tôi bảo rồi, có thể không mua của tôi cũng được. Ví dụ tôi bán cây này phải như thế này, mua của tôi là phải như thế này. Còn có thể mua của người khác có thể còn rẻ hơn. Nên là tùy các ông thôi. Còn tin ai thì người ta mới mua. Đôi khi 1-2 cây sung hoặc 3-400 cây sung, người ta gọi là cái mối quan hệ, để năm sau người ta tiến hành làm cái khác. Chú xem có quýt đẹp giới thiệu cho anh vườn tí nữa, hỏi ông cõng ông cũng làm đầy. Lãi 300 nghìn á. Lãi 30 nghìn á. Thực ra cái loại này nếu mà bây giờ mà các ông phải hình dung này. Nếu mà cái công chi phí sản xuất nó chỉ rơi vào khoảng tầm như cái loại kia kìa. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 150 thôi. Đấy, cây khoảng 2 năm. Đấy, tôi trả cho người sản xuất. Tầm 150, 140 gì đấy, tùy theo số lượng. Nhưng mà để mà lẻ thì không có cái giá ý. Giới thiệu cho mọi người cái mô hình thôi. Mọi người có thể làm. Còn nói thật ra là bây giờ mà tôi mà tách ra từng cây một thì tôi cũng phải bán được cái loại này phải 500 nghìn một cây. Cứ gọi điện. Bây giờ lại vào trong cái vấn đề của các bạn ấy hay hỏi. Cái này không bán lẻ đâu. Bán lẻ thì phải năn nỉ cái thằng cu em. Nó đánh về nó dâm ủ xong rồi bắt đầu tôi mới tách ra tôi bán. Nhưng mà thực ra là ăn chả ngon mẹ này. Đấy quả đây này. Mùa lạnh thì ông nào chơi sung không biết. Mùa lạnh này là nó khó. Nó khó giữ quả. Thực ra là mọi người nhìn này. Rất nhiều. Vừa đánh bên kia đánh nghìn nữa. Ngoài ra ở đây nó chỉ là một thôi, còn ra còn kia còn nhiều nữa. Bên này là lộc vừng nha. Đấy, giải thích cho mọi người là cái việc mà uốn éo như này để làm gì. Còn mình đến bây giờ mình nói thật ra là tôi không nặng nề cái việc là buôn bán lắm đâu. Ở đây vớ được cái chùm này, nó ngọt phết đấy này, trong đầy nước. Giới thiệu cho mọi người cái mô hình để mọi người làm có cái mà có suy nghĩ. Cái loại này á, bạn phải nói là bạn mua bao nhiêu cây. Nhưng mà bán từ cái loại to kìa, cái vườn bên kia kìa, vườn ngoài kia lại bán rồi. Tí nữa đi cầu sang bên ý sợ lại ướt giày. Này, ăn nào. Đó, đi ra ăn trưa. Cái loại này non, cái loại cây này non. Phải thêm một năm nữa. Thêm một năm nữa nó mới bằng cái loại cây kia kìa. Đây này, em nhìn từ cái loại con này. Đấy. Này. Ừ. Đấy. Làm từ bé hả? Nhìn thấy chưa? Sung này nó nhanh. Còn đây chỉ làm. Đây là em của ông gì nhỉ? Không phải ông Phê. Trồng đây là cái diện tích mà ông ấy trồng như thế này nhá. Chỉ là cái số lượng gọi là 1/3 của ông ấy đang có cái số lượng sung thôi. Tất cả chỗ này. Đấy. Tất cả chỗ này. Còn ở ngoài kia còn nhiều nữa cơ. Người ta chuyên về chỉ làm sung thôi. Chỉ làm sung thôi. Và đánh mỗi lần này là đánh cả một mã như thế này luôn này. Đấy. Chắc là úp sọt được khách là tầm 170 170 một cây.
Về khách là có thể là ở trên Phụng Công với Văn Giang có thể bán 500. Tùy theo các bạn lấy số lượng như thế nào. Giá xỉ nhưng mà xỉ 2 cây hay xỉ 5 cây hay xỉ 10 cây. Còn đánh một phát là toàn 500 cây một đấy chứ. 500 cây thậm chí 1000 cây. Đây. Đây từ như thế này này. Từ cái loại này là hơn 100 đây này. Đây đánh cả một đấy này. Làm này làm 2 năm. 2 năm nếu mà em mà ra cho anh thì khoảng tầm 120 thì xem có công không. Đây mình tính đi. Không. Giống thì mẹ cắt.